Sau đây là chương trình tin tức cộng đồng của đài Việt Houston TV. Chúng tôi hôm nay có một khách mời đặc biệt, đó là cô Duyên, tức là Susan Lâm. Trong chương trình cộng đồng gần đây nhất, chúng tôi có rất là nhiều tin tức của cộng đồng xoay quanh chuyện của cô Duyên, tức là Susan Lâm. Vì vậy ngày hôm nay chúng tôi mời cô Duyên lên đây để trình bày sơ qua về vấn đề đó. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với khán thính giả của đài Việt Houston TV cô Duyên, tức là Susan Lâm. Cô có thể trình bày sơ qua về cá nhân của cô. Tôi tên là Duyên và tiếng Mỹ của tôi tên là Susan Lâm. Hân hạnh được biết thăm. Yeah. Cô có ở trong thành phố Houston này một thời gian lâu đúng không? Dạ, nhưng đúng. Mà rất là nhiều người biết, cũng như là có nhiều người không biết cô. Vì vậy cô có thể trình bày cho khán thính giả của đài Việt Houston biết sơ qua về cá nhân của cô. Tôi ở tại Houston này trên 30 năm. Và cô chắc chắn là cô ở đây thì cô có làm việc cũng như là lại có cái business, có cái việc thương mại nào khác ở tại thành phố này hay không cô? Tôi đi làm bình thường, làm cho hãng điện tử bình thường thôi anh. Yeah. Cô có thể nói sơ qua về gần đây nhất thì chúng tôi được biết về một vấn đề mà cô có đã trình bày với là rất nhiều đồng hương về vấn đề sự liên hệ giữa cô và ông dân biểu khu Cô Võ. Vậy cô có thể trình bày cho khán thính giả của đài Việt Houston TV biết sơ qua về vấn đề đó hay không? Dạ được. Thiêu Bật Võ trước là một người khách của ba tôi. Ba tôi là Tử Vi tướng số Dương Công Hầu. Thì Thiêu Bật Võ chỉ là một người khách tới để coi tử vi. Thì từ một người khách, Thiêu Bật Võ mới tới xin ba tôi để làm đệ tử học nghề. Và từ cái đệ tử đi đến tới thành nhận ba tôi, xin ba tôi nhận làm con nuôi. Tôi được biết rằng là ông Cô Võ, tức là ông Hiền, rất tin về vấn đề phong thủy. Cô có biết gì về việc đó không? Thú thật tôi không biết gì về vấn đề đó, tại cái đó rất rất là khó học. Chính ông Hiêu Bạch Võ, tức là anh Hiền đó, đã từng tới học với ba tôi suốt thời gian 8 tháng mà vẫn không học được. Vậy thì trong cái thời gian qua đó thì có rất là nhiều đồng hương được biết sơ qua về vấn đề, có một cái vấn đề giữa cô, gia đình cô và dân biểu khu Cô Võ. Vậy thì có thể cô trình bày về vấn đề đó cho khán thính giả của đài Việt Houston TV biết được không? Dạ được. Hiêu Bật Võ là con nuôi của ba tôi. Thì lúc bấy giờ ba tôi rất là thương và tin tưởng hết lòng nơi ông Hiêu Bật Võ, tức là tôi gọi là anh Hiền đó, Hiền Võ, Võ Bá Hiền. Thì ba tôi đã từng dành dụm và gửi cho anh Hiêu Bật Võ 80 lượng vàng năm 1999. Rồi sau 3 năm sau thì đến năm 2002 thì ba tôi lại dành dụm thêm một đợt 80 lượng nữa gửi cho anh Hiêu Bật Võ. Đến khi mà ba tôi ngã bệnh năm 2008, ba tôi ngã bệnh suốt một năm trời ròng rã, thì ba tôi có gọi anh Hiêu Bật Võ. Thì ba tôi thì cứ gọi, không bao giờ gọi Hiêu Bật Võ, ba tôi cứ gọi là cậu Hiền. Thì cứ gọi điện thoại cậu Hiền hoài để tới. Tôi lúc bấy giờ tôi không biết cái lý do gì, nhưng mà anh Hiền cứ mãi từ chối và cứ nói là chị Tám à, tôi bận đi họp, tôi bận đi hội, tôi không rảnh. Rồi ngày qua ngày, tới khi mà ba tôi cái sự uất ức, ổng chắc có lẽ là ổng chịu không nổi và ổng cũng không dám thổ lộ cho con cái biết. Thì đến cuối cùng ba tôi uất ức quá rồi ba tôi nhắm mắt ra đi. Nhưng mà tôi biết cái đó là ảnh hưởng từ nơi ông Hiêu Bật Võ, tức là anh Võ Bá Hiền. Nhiều người cũng đã được nghe
anh Uwe Võ trình bày rằng là công việc đó đã được thu xếp xong rồi. Anh đã tuyên bố ở trên đài truyền hình rằng công việc đó đã được lo xong. Vậy thì không biết rằng cô có thể nào nói được rõ rằng cái chuyện đó lo xong là lo xong như thế nào không? Thưa anh, thật sự chuyện đó nó chưa xong. Mà chẳng qua anh ta vẫn là dân biểu, mà cái giấy tờ thư kiện của tôi á, vẫn còn. Và luật sư của anh ta cứ điều đình với tòa là anh ta bận hợp hội. Đó là một cái lý do anh ta không thể nào ra tòa để mà đối mặt thẳng với tôi. Được biết dân biểu Hugo Bỏ qua làn sóng truyền hình truyền thanh cũng như là với đó cả đồng hương, anh Hugo Bỏ có nhận số vàng 160 lượng bạc, nhưng mà anh Hugo Bỏ không nói rõ rằng là cái chuyện của anh Hugo Bỏ sau khi nhận số vàng đó đến giờ này như thế nào. Thì chị có thể cho khán thính giả của đài Việt Christian TV biết rằng anh Hu Võ có bao giờ liên lạc với chị, hay là chị có bao giờ liên lạc lại với anh Hu Võ về cái số vàng đó hay không? Thưa anh, có. Sau khi ba tôi mất được một tuần thì tôi tới văn phòng anh ta, tôi có nói là anh Hiền, bây giờ ba em mất rồi, nhưng ba em có gửi cho anh tổng số là 160 lượng vàng chia ra hai đợt, năm 1999 80 lượng và năm 2002 80 lượng. Thì bây giờ anh cho em xin lại số vàng đó. Thì bây giờ anh Hiêu Bật Võ anh mới trả lời với tôi một câu là chị Tám, tôi không thể nào trả lại cho chị được ngay thời điểm này, bởi vì chú Sáu mất quá sớm. Tôi bây giờ tôi không biết ai là người giữ cái di chúc cuối cùng. Nếu ngày hôm nay tôi trả lại cho chị, nhà chị anh em rất đông, mai kia anh em chị em của chị kéo nhau ai cũng nói có cái di chúc, thì tôi không đủ số vàng để tôi trả. Đó là vì cái lý do đó mà nó mới kéo dài. Thì ngày qua ngày tôi chờ anh ta gọi điện thoại, anh ta không gọi tôi, mà tôi gọi anh ta thì anh ta không bắt. Đến một hôm tôi mới hỏi thăm qua luật sư tôi, bây giờ tôi phải làm sao. Thì luật sư tôi mới nói là mày copy cái di chúc, tức nghĩa là cái will, mày đem thẳng lại văn phòng nó để coi nó có tiếp hay là không. Thì tôi mới đem cái will của tôi đem lại văn phòng, nhưng mà không có anh Hiêu Bật Võ ở tại đó. Thì vợ anh ta mới nói là anh Hiền anh đi họp rồi chị. Lúc đó tôi tức lắm, tôi mới nói ủa, chẳng lẽ bây giờ anh Hiền anh đi họp, anh không có thời gian để anh đi red room để mà anh gọi tôi sao chị? Ít nhất anh phải gọi tôi một lần cho tôi câu trả lời là anh có trả lại cho tôi hay là không, để tôi biết mà tôi tiếp nhận với ảnh ở ngoài tòa. Thì trong vài tiếng đồng hồ tôi đang đi lang thang trong Hồng Kông ấy, thì ông Hiêu Bật Võ ông mới gọi cho tôi. Ông mới nói với tôi một câu rằng là chị Tám, số vàng đó của chú Sáu cho tôi không thể nào trả lại cho chị được. Tôi hỏi anh, làm sao mà ba tôi dám cho ổng tới một cái con số 160 lượng mà trên cuốn sổ tay của ba tôi, mình gọi thẳng là cuốn nhật ký hàng ngày, ba tôi để chữ gửi Hiền vàng 160 lượng ngày âm lịch, ngày dương lịch rõ ràng. Nếu mà ba tôi để chữ cho thì tôi sẽ không bao giờ tới đòi anh ta được, tại vì đó là một bằng chứng ba tôi để chữ gửi tôi mới tới. Và anh ta thừa nhận anh ta có giữ, nhưng mà anh ta chờ coi ai là người giữ cái di chúc cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng tôi là người cái giữ, tôi là người trên cái di chúc mà anh ta vẫn không trả. Rồi 5 lần 7 lượt, luật sư lần đầu tiên mà tôi nhờ là anh Bảo, Phạm Bảo. Thì anh Phạm Bảo có nói chuyện với anh Hiêu Bật Võ. Thì anh Hiêu Bật Võ trả lời là thôi thì bây giờ trừ cái tiền, anh Hiêu Bật Võ đứng ra trả tiền hậu sự hết cho ba tôi là 18.300. Thì ông Hiêu Bật Võ ông mới nói thôi bây giờ trừ cái tiền đám ma của ba tôi ra 20.000, ông ta trả lại cho tôi 20.000. Tôi hỏi anh, 160 lượng vàng bây giờ là
trên 250.000. Thì làm sao tôi nhận lại cái số tiền là 20.000? Đó là lý do tôi từ chối luật sư Bảo, tôi nói tôi không nhận. Rồi sau đó tôi mới đi lại một luật sư người Mỹ tên là David Bryan. Thì trong thời gian kiện tụng ở ngoài tòa, chờ đưa anh ta ra tòa, thì anh ta vẫn từ chối anh ta mướn luật sư, là coi như luật sư anh ta cứ điều định với tòa là anh ta bận đi họp. Đúng là tại vì anh ta là dân biểu. Đến khi mà hơn một năm trời, thì tôi có một người bạn, cô ta là chồng cô ta là luật sư về will. Thì cô ta mới đi với tôi, đi ra ngoài Kim Sơn để gặp ông luật sư của tôi là ông David Bryan. Thì lúc bấy giờ cô ta giận quá, cô ta mới nói: mày có ăn hối lộ của Hiêu Bật Võ không? Tại sao mà mày giữ cái khay của ông Su Sình Lâm này nay là hơn một năm mà Hiêu Bật Võ không một lần ra tòa? Thì một tuần lễ sau, ông luật sư ổng có thể là ổng bị tự ái, ổng mới trả hồ sơ lại cho tôi. Lúc đó tôi lại tới văn phòng của anh Hiền, tức là Hiêu Bật Võ. Khi nào anh ta, tôi bắt anh ta ở ngoài Bắc Kinh của ngay cái office anh ta mới nhận tôi vô trong phòng để nói chuyện. Thì anh ta mới nói là: thôi chị, thôi thì hồi chú Sáu còn sống, chú Sáu từng lấy 20, 30, rồi bây giờ tiền này tiền nọ các thứ, bây giờ thôi tôi trả lại cho chị 15 lượng. Tôi đồng ý, tại vì tôi biết ông này rất là khó đòi. Mà tôi tới văn phòng ông ta hoài nhưng mà ông ta cứ trốn tôi, mặc dù xe đậu ở ngoài trước cửa. Tôi biết là xe của ông Hiêu Bật Võ. Tại sao tôi biết? Tại luật sư tôi cho tôi biết bảng số xe, con số đó là cái ghế của ông Hiêu Bật Võ ngồi họp ở trên Austin. Thì tôi đồng ý, tôi nói tôi chấp nhận anh trả cho tôi 15 lượng đó. Tôi nghĩ của đổ thì tôi hốt. Ok. Thì anh ta nói: chị cho tôi thời gian đi, thứ tư này tôi đi họp, thứ năm tôi về, thứ sáu tôi vô safety box, tôi lấy ra tôi trả lại cho chị 15 lượng. Tôi biết ông này ông sẽ gạt tôi nữa. Tôi mới nói: anh Hiền, thôi thì bây giờ anh ký cho tôi cái tấm check 30.000 đi. Ngay lúc đó là vàng đã 2.000 một lượng, thì 15 lượng là 30.000. Thì Hiêu Bật Võ trả lời: không chị, chú Sáu gửi tôi bằng vàng, thì tôi vô nhà băng tôi lấy vàng ra tôi trả cho chị. Rồi thứ sáu, đúng ngày thứ sáu tôi tới văn phòng thì lại là nói không có ông Hiêu Bật Võ đó. Thì đúng, tại không có xe ông ta. Tôi gọi điện thoại hoài, Hiêu Bật Võ không bắt phone tôi, lại là trốn tôi nữa. Đó là cái nguyên nhân tại sao tới giờ phút này mà tôi phải đưa anh ta ra cộng đồng. Tôi đã từng nói rồi, anh Hiền, tôi chỉ muốn tiền thôi. Anh đã là một dân biểu, tôi không muốn đưa anh ra cộng đồng để làm xấu mặt anh. Nhưng nếu anh ép tôi quá, tôi bắt buộc tôi phải đưa anh ra cộng đồng để cho dân chúng cộng đồng Houston này nhìn thẳng cái bộ mặt của anh. Cái bộ mặt mà khi mà dân ở đây đã làm giống như ba má tôi đã làm anh, thì tôi xin cộng đồng hãy nhìn thẳng vô cái bộ mặt của Hiêu Bật Võ giùm tôi. Và xin đừng bỏ phiếu, tôi chỉ xin đồng bào đừng bỏ phiếu cho Hiêu Bật Võ nhiệm kỳ này. Khi ông ta trở lại một người dân bình thường thì sự kiện đó sẽ tiếp tục ra tòa, và quý vị đồng bào sẽ nhìn thấy đây là câu chuyện thật. Tôi sẽ đưa Hiêu Bật Võ ra tòa và sẽ có câu trả lời thật cho quý vị đồng hương. Nghe chuyện trần tình của chị thật là một câu chuyện mà có lẽ rằng tất cả đồng hương tại Houston cũng như cử tri của địa hạt 149 không ngờ. Tất cả mọi người đều nói cái hay, cái giỏi, cái việc làm của dân biểu Hiêu Bật Võ. Nhưng có lẽ rằng đây là cái việc duy nhất mà đồng hương rất là chận hững ra. Không thể nào ngờ được rằng đối với dân biểu Hiêu Bật Võ lại có một chuyện xảy ra. Mà chuyện xảy ra rằng lại xảy ra chính với là bố nuôi của ông Hiêu Bật Võ, một người mà dân biểu Hiêu Bật Võ rất kính trọng. Tại vì cái hình này chị đưa cho chúng tôi thì thấy rất là rõ ràng là dân biểu Hiêu Bật Võ cầm chân dung của ông cụ chị, đó là nhà tướng số Dương Công Hồng. Khi mà
nhà tướng số còn sống thì chúng tôi cũng có đôi lần ghé ngang qua thăm nhà tướng số. Ngày hôm nay không ngờ rằng lại câu chuyện chính gia đình của ông Dương Công Hầu đã nói lên một sự thật rất là đau thương, rằng ông Ngô Võ đã cố tình né tránh, không trả lời về số vàng mà ông đã giữ của bố nuôi mình, 160 lượng vàng. Tôi nghĩ rằng nếu mà 1-2 lượng vàng thì chắc chắn là chị sẽ không bao giờ nói ra. Tôi sẽ không nói ra. Nhưng mà vì số tiền nó tới 160 lượng, một số tiền rất là lớn, thì tôi nghĩ rằng chắc chắn rằng đồng hương cũng như là cử tri tại thành phố Houston, đặc biệt là cử tri ở trong địa hạt 149, sẽ chắc chắn là sẽ nghe những lời trần tình của chị mà sẽ cân nhắc khi bỏ lá phiếu để chọn một người dân biểu đại diện cho địa hạt 149. Cá nhân của chúng tôi rất là nhiều năm làm việc chung với là dân biểu Hưu Bùa Võ, vì vậy nên biết rất là nhiều tính tình của anh Hưu Bùa Võ. Cá nhân chúng tôi là một trong những người đã lên tận Austin để tranh đấu để giữ được cái địa hạt 149, để cho có tiếng nói của người Việt ở tại thành phố Houston nói riêng và cộng đồng của người Việt của chúng ta ở tại Hoa Kỳ. Mà ngày hôm nay được chị cho biết một vấn đề riêng của chuyện gia đình, nhưng biểu Hưu Bùa Võ đã không trả lời, mà chị phải đem nội vụ này ra trước cộng đồng để trình bày. Một chuyện mà tôi nghĩ rằng bất cứ người nào ở trong cái hoàn cảnh của chị chắc chắn là cũng phải làm điều đó. Nhưng mà tôi thấy rằng chị có cái kiên nhẫn thật sự. Nếu mà là một người khác thì chắc chắn rằng họ không có kiên nhẫn như chị. Vì vậy nên tôi mong mỏi rằng tất cả đồng hương cũng như cử tri lắng nghe những gì chị trình bày ngày hôm nay. Và chị đã trình bày rất là nhiều ở những nơi khác. Thì mong mỏi rằng tất cả cử tri cũng như là đồng hương sẽ hỗ trợ cho chị để đem những này ra ánh sáng. Thì chắc chắn rằng dân biểu Hưu Bùa Võ không thể nào không trả lời. Tôi cũng được nghe rất là nhiều là dân biểu Hưu Bùa Võ nói rằng cái chuyện đó đã được giải quyết rồi, số tiền đó, cái số vàng đó thì là ba chị đã tặng, đã cho dân biểu. Làm những cái câu trả lời đó tôi thấy rằng tôi rất là ngạc nhiên, tại vì như chị trình bày đó, số vàng nó tới 160 lượng nè, thì đâu có ai cho một cái số tiền lớn như vậy, thấy không? Và đặc biệt rằng là dân biểu Hưu Võ là một người giàu có, không cần đến cái số vàng 160 lượng. Vì vậy nên chúng tôi là người rất là ngạc nhiên. Nhưng mà trong cái lời trần tình của chị cũng như là coi qua cái hồ sơ của chị thì tôi không thể nào không tin trong đó có bút tích của ba chị, tức là ông Dương Công Hầu. Vì vậy nên chắc chắn rằng trong những ngày tháng tới dân biểu Hưu Bùa Võ phải trả lời, và tôi mong rằng dân biểu Hưu Bùa Võ sẽ trả lời trong cái thời gian ngắn nhất, chứ không thể để một cái câu chuyện được im lặng như vậy mà được gọi là che đậy. Vậy thì chị có cái gì để nói cho đồng hương cũng như cử tri người Việt của chúng ta trong thành phố Houston này hay không? Thưa anh David, thưa cộng đồng Houston, nhất là cộng đồng trong địa hạt 149, đây là cái hình là Hưu Bật Võ, tức là trưởng nam cầm hình cha của mình trên đường đi ra nghĩa trang. Còn cái câu anh hỏi tôi là tôi kiên nhẫn, tại sao tôi để tới bây giờ, 2 hôm nữa thôi là ngày cúng cơm của ba tôi 5 năm, tại sao tôi để kéo dài cho tới nay là 5 năm? Lý do, luật sư tôi đã từng muốn đưa Hưu Bật Võ, tức là anh Võ Bá Hiền, ra cộng đồng ra lâu lắm rồi. Nhưng luật sư tôi có nói, mày càng ủng hộ cho nó làm dân biểu thì nó sẽ sĩ diện,
nó sẽ trả số vàng nó lại cho mày. Còn nếu mà mày đưa nó ra cộng đồng, nó mắc cỡ, nó quê thì nó càng không trả. Đó là lý do Hiêu Bật Giỏi vẫn còn ngồi cái ghế dân biểu cho tới ngày hôm nay. Nhưng cái sự chịu đựng của con người đến một cái mức nào đó, không có lửa sao có khói anh David, phải không? Bây giờ ông ta lên đài 51.3, ông ta nói là tôi vu khống, chuyện không có thật, ông ta sẽ đưa ra ánh sáng. Và tôi cũng đã được đài 51.3 mời lên để nói chuyện, nhưng mà họ không dám phỏng, không dám phổ biến ra, tại vì câu chuyện của tôi là câu chuyện thật. Họ bảo là tôi thù cá nhân với ông Hiêu Bật Giỏ. Tại sao tôi phải thù cá nhân với ông Hiêu Bật Giỏ? Nếu tôi vu khống ông Hiêu Bật Giỏ thì làm sao tôi dám trước mặt Hiêu Bật Giỏ, cả cảnh sát tôi vẫn tố cáo ông ta được, mà ông ta không làm gì tôi. Một cái anh quan, một người dân bình thường thôi, chỉ cần cắt một cái tấm chăn thôi, vô tù ngồi mười mấy tiếng. Thì tôi, một người đàn bà, một người dân bình thường, làm sao tôi dám đi vu khống một ông dân biểu hiện thời? Tôi vu khống anh là một người bình thường thôi còn không được nữa, thì làm sao ông ta là một dân biểu? Nhưng mà tôi rất buồn, tôi rất hối hận khi tôi đã lên cái đài 51.3. Tôi quá tin tưởng Michael Hòa, tôi tưởng ông ta quay lắm. Nhưng khi tôi lên đó rồi sao? Tôi đã đưa tất cả hồ sơ của ngoài tòa, tôi đưa cho luật sư Tôn Tùng Hoàng coi, họ đầy đủ bằng chứng. Tôn Tùng Hoàng còn nói với tôi một câu: người thật ngồi đây, giấy tờ thật ngồi đây, vậy ông Hiêu Bật Giỏ nói như vậy là thế nào? Nhưng tại sao họ giống không dám phổ biến cái câu chuyện này ra cho cộng đồng? Chứng tỏ là tôi là người thật, Hiêu Bật Giỏ là người vu khống ngược lại tôi, nói tôi vu khống anh ta và chuyện không có. Tới giờ phút này tôi vẫn rất rất là mong Hiêu Bật Giỏ đưa ra ánh sáng. Tôi chấp nhận, nhưng mà tôi biết chắc ông ta sẽ không dám, tại vì mặt mũi ông ta quá to với cái cộng đồng Houston này. Ai cũng biết Hiêu Bật Giỏ, ai cũng biết Giỏ Bá Hiền. Tôi mong quý vị đồng bào một lần xin làm ơn thương tình tôi là một nạn nhân của Hiêu Bật Giỏ đã lường gạt, thì xin đừng bỏ phiếu cho ông ta, đừng bầu ông ta để làm dân biểu cho nhiệm kỳ này. Rồi sự thật nó sẽ ra ánh sáng, tôi sẽ đưa ra ánh sáng. Những lời mà chân tình của chị chắc chắn là sẽ gây xúc động cho rất là nhiều. Chắc chắn rằng đồng hương người Việt như chị, những cử tri trong địa hạt 149, chắc chắn rằng khi họ đến phòng phiếu, họ sẽ suy nghĩ lại. Tôi chắc chắn điều đó. Tại vì một câu chuyện như chị trình bày, một câu chuyện có thật, thì tại sao anh Hiêu Võ không trả lời? Tại sao anh Hiêu Võ không nói với chị, không thương lượng với chị, không này nọ với chị? Thì làm cho tôi rất là ngạc nhiên. Trước sau gì anh cũng phải trả lời. Tại sao anh không trả lời với chị để chị đừng đem cái nội vụ này ra trước cộng đồng? Đó là điều mà tôi rất là ngạc nhiên. Tại vì tôi biết tính tình của anh Hiêu Võ, tôi biết anh Hiêu Võ rất là nhiều năm. Ngày hôm nay những gì chị trình bày chắc chắn rằng không phải cá nhân tôi, mà tất cả khán thính giả cũng như đồng hương, cũng như cử tri của địa hạt 149, chắc chắn tôi tin rằng họ sẽ nghe những lời chân tình của chị, họ sẽ suy nghĩ lại khi họ cân nhắc đến phòng phiếu để bỏ phiếu. Điều đó tôi chắc chắn. Và tôi tin rằng trên Thượng Đế chắc chắn tất cả mọi việc nó sẽ được ra ánh sáng. Và một lần nữa, thay mặt cho Việt Houston TV, cảm ơn chị đã nhận lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và chúc chị mọi sự may mắn. Cảm ơn anh rất nhiều.